của người Campuchia rất là vui, bán quần áo. Nắng quá. Không, nó vô được nhưng mà phải bỏ dép ra. Wow, Phật Thích Ca kìa. Vui không? Con vui không? Ở đây vui quá ha. Được mua đồ chơi cho vui quá ha. Cái gì coi? Mẹ cực khổ sao? Đi làm nuôi con rồi chở con đi chơi nữa chứ. Nói mẹ đi là mẹ cực khổ quá, xạo lắm á, có cái miệng không à.